thường 6 con giáp tài lộc vượng phát trong ngày 24 tháng 1 năm 2023 âm lịch. Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Chúc quý vị đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Nếu bạn thuộc một trong những con giáp này thì ngày 24 tháng 1 năm 2023 âm lịch chính là ngày đại cát dành cho bạn. Theo quan điểm của tử vi, ngày hôm nay chính là ngày đem lại cho bạn nhiều may mắn, thành công và tài lộc. Bạn sẽ gặp được nhiều cơ hội quý giá trong công việc để từ đó được cấp trên đề bạt, cất nhắc, nâng đỡ lên một vị trí cao hơn. Và ngày hôm nay cũng thích hợp để bạn bắt đầu một dự án hay một công việc mới. Đối với những con giáp này, ngày 24 tháng 1 năm 2023 âm lịch sẽ mở ra cho bạn nhiều con đường mới, nhiều cơ hội để làm giàu, để gia tăng thu nhập cho dịp cuối năm. Các con giáp này hãy hoan hỉ mà đón nhận tài lộc nhé. Và đó là các con giáp Dần, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất, Hợi. Tuổi Dần, nhiều tam hội trợ giúp, người tuổi Dần biết đâu là cơ hội mà mình cần phải nắm bắt ngay lập tức. Vì thế bạn không còn chần chừ, do dự khi thời cơ xuất hiện trước mắt. Hôm nay bạn có thể đạt được sự phát triển nhanh chóng, quý nhân xuất hiện sẽ truyền đạt, dạy cho bạn những kiến thức, kinh nghiệm quý giá có thể áp dụng trong tương lai. Hãy lắng nghe đối phương, bạn sẽ có cái nhìn mới mẻ về nhiều vấn đề mà mình còn vướng mắc, từ đó tìm ra định hướng phù hợp. Phương diện tình cảm trong ngày này cực kỳ may mắn, đi đến đâu gặp hung cũng hóa cát, nhờ có người nâng đỡ. Bạn biết bao dung với lỗi lầm của những người xung quanh, nhờ đó mà gia đạo bình an, mạnh khỏe, ăn nên làm ra. Vận tài lộc nhờ hai hành mộc tương hòa nên bản mệnh giữ được ví tiền. Con giáp này là người linh hoạt, biết tiết kiệm, tìm hướng làm ăn, không chịu thua người khác. Nhưng có lẽ cần thêm chút thời cơ nữa thì mới phát tài được. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Dần nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Dần để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Thìn, xem tử vi 24 tháng 1 năm 2023 âm lịch, tuổi Thìn hôm nay rất may mắn, đường sự nghiệp nhờ chính quan nâng đỡ. Bạn hoặc người thân trong nhà sắp đón tin vui liên quan đến xin việc, thi cử, tăng lương, chế độ. Hôm nay là ngày cuối tuần, bạn nên tranh thủ thư giãn để cơ thể nạp lại năng lượng, tiếp tục chiến đấu. Vận tình cảm hài hòa như có tam hội cục soi chiếu. Nhân ngày cuối tuần, bạn và người ấy dành thời gian cho nhau nhiều hơn, đừng để hôn nhân trở nên nhàm chán, chai sạn vì không có thời gian riêng tư để hâm nóng ngọn lửa của tình yêu mình. Đường tài lộc vì mộc khắc thổ nên bản mệnh không được lơ là với nhà cửa, đồ đạc, tiền bạc. Đi ra ngoài nên khóa cửa cẩn thận, kẻo kẻ gian vào nhà lấy trộm đồ. Ra đường không nên mang vàng hay cầm theo số tiền lớn, phải đề phòng kẻ cướp, đừng xem thường. Sang ngày mới, sức khỏe của tuổi Thìn khá ổn định, gần như không gặp phải vấn đề gì đáng lo ngại, ngoài một vài triệu chứng cảm mạo vặt do thời tiết thay đổi. Dù vậy, bạn vẫn nên duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn, nghỉ ngơi điều độ, đừng cậy sức mà tham công tiếc việc, làm quần quật bất kể ngày hay đêm. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ, tử vi dự báo đường sự nghiệp của người tuổi Tỵ không có gì phải chê vì được chính tài hỗ trợ. Bạn cứ chuyên tâm vào công việc chính của mình thì trời xanh sẽ không phụ bạn. Những nỗ lực của người tuổi Tỵ sớm được cấp trên nhìn thấy, cho vào danh sách nhân viên tốt của cơ quan. Chuyện tình cảm của tuổi Tỵ hôm nay rất thuận lợi, hanh thông nhờ mộc sinh hỏa. Gia đình sắp đón người xa ở về hoặc tiễn người đi làm ăn sẽ gặp may mắn. Con cháu có lỡ phạm lỗi thì đừng vội trách mà tội nghiệp. Miễn sao người thân vẫn khỏe mạnh, bình an là may mắn lắm rồi. Thời gian này tài vận tươi sáng, thu nhập gia tăng từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho bản mệnh chi trả các khoản phí sinh hoạt trong cuộc sống, thậm chí còn dư dôi, đủ để đầu tư kinh doanh theo hướng khác. Sức khỏe của tuổi Mùi trong ngày này khá ổn định, bạn chỉ cần duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn, nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức thì không có gì phải lo lắng. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi, xem tử vi 24 tháng 1 năm 2023 âm lịch cho thấy, người tuổi Mùi bước sang ngày này có tam hợp trợ mệnh nên vận trình đại cát đại lợi, làm gì cũng không thuận xuôi sẻ. Làm gì cũng thông thuận, suôn sẻ.
Quý nhân xuất hiện mang tới cho bạn những trợ giúp kịp thời, những cuộc bắt tay hợp tác đem về nhiều kết quả tốt đẹp. Theo đà công việc tăng tiến nên tài lộc cũng khởi sắc hơn, người làm công ăn lương vẫn có thu nhập cố định nên không lo thiếu thốn, người buôn bán kinh doanh có lộc nên thu nhập tăng lên đáng kể. Ngoài ra, con giáp này cũng nhận được khoản tiền bất ngờ, có thể là được ai đó trả nợ hoặc được hưởng hoa hồng lợi tức. Thiên quan chiếu phận cảnh báo bản mệnh hôm nay và tuần sau nhớ cẩn thận tránh xa kiện tụng, chính quyền, người làm quan cũng phải kín miệng, đừng hấp tấp, kẻo mất việc như chơi. Tiểu nhân sẽ lợi dụng lúc bạn nóng nảy mà kích đều khiến công việc bị chệch hướng. Đây cũng là ngày đào hoa nở rộ trong mệnh số của tuổi Mùi. Điều này rất có lợi với người độc thân, bản mệnh mở rộng mối quan hệ, được manh mối giới thiệu cho những đối tượng phù hợp. Song người có đôi thì dễ gặp rắc rối khi tiếp xúc nhiều với người khác giới, thậm chí còn khiến tình cảm gia đình rạn nứt. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mã Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu tài vận quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận đen xui xẻo, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất. Mặt công việc cuối tuần này, tuổi Tuất may mắn hơn người nhờ chính quan nâng đỡ, sắp có tin vui thi cử, xin việc hoặc chạy chức. Người làm kinh doanh buôn bán phát tài, duyên ăn nói khiến người nghe cảm thấy thích thú, dễ chịu, hàng hóa nhờ thế mà cũng được bán chạy hơn. Về phương diện tình duyên, đây là một ngày bình ổn về mặt tình cảm với những người tuổi Tuất đã có đôi có cặp. Người độc thân sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị nhờ lục hợp thúc đẩy nhân duyên thêm vượng. Bạn có cơ hội tìm được đối tượng ưng ý, chỉ cần bạn mạnh dạn thể hiện và nói lời yêu thương, hạnh phúc sẽ tới. Ngày này, sức khỏe là phương diện mà người tuổi Tuất cũng không được chủ quan. Ngày Mão Mộc khắc Tuất Thổ nên sức khỏe suy giảm, bệnh cũ tái phát. Bạn cần phải cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Về đến nhà đừng mang theo áp lực công việc, kẻo sức khỏe càng giảm sút, tình cảm gia đình cũng thiếu hài hòa. Để được may mắn hơn trong thời gian này, gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Hợi. Được tam hợp cục chiếu cố nên vận trình tình cảm của tuổi Hợi rất khởi sắc, quan hệ xã giao hài hòa, có nhiều bạn bè tốt sẵn lòng giúp nhau lúc khó khăn. Người đã có gia đình, vợ chồng sắp xếp chuyến du lịch để giải tỏa căng thẳng cùng con cái. Tài lộc sinh sôi nảy nở nhờ thủy dưỡng mộc, những bạn đang làm ăn ở phương xa được thần tài mang cơ hội kiếm tiền đến tận nhà. Hợi có động lực kiếm tiền rất mạnh, dễ gặp được cơ hội làm ăn lớn. Để đứng công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 1 năm 2023 âm lịch, tức thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2022 dương lịch, là ngày Quý Mão, tháng Sắp Dần năm Quý Mão. Ngày này có nạp âm là Kim Bạc Kim. Ngày Quý Mão thuộc hành kim khắc hành thổ, đặc biệt là tuổi Kỷ Hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và Hợi thành mộc cục, xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt thân. Các tuổi bị xung khắc với ngày là Tân Dậu và Đinh Dậu. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!